Những ngày này, mỗi cử tri trên quê hương Lăng Chánh đều đang thể hiện rõ sự hồ hởi, phấn khởi trước ngày hội toàn dân phát huy quyền làm chủ của mình. Ai nấy đều đang mong mỏi chờ đợi được cầm lá phiếu trên tay, bầu người có tài, có đức, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Nhất là khi được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động của mình, thì cử tri càng hồi hộp, đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng. Ghi nhận của phóng viên tại thôn Tân Phong, xã Tân Phúc. Dù năm nay đã ngấp nghé cái tuổi 70, nhưng cụ ông Lê Văn Bùi ở thôn Tân Phong vẫn rất quan tâm đến những sự kiện chính trị xã hội quan trọng của địa phương. Cụ Bùi cho biết đây đã là năm thứ 10 cụ tham gia bầu cử. Dù vậy nhưng cảm xúc mỗi lần đến kỳ bầu cử đều như nhau. Cụ cũng như những người cao tuổi trong thôn đều cảm thấy háo hức mong chờ ngày được cầm lá phiếu trên tay, lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài để làm sao xây dựng nước nhà ngày càng tươi đẹp hơn như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn. Mong muốn là giúp dân, chỗ mua, xã mua, huyện mua khó khăn để nâng đỡ, hỗ trợ dân, để dân làm ăn phát đạt, để giàu mạnh lên. Đỡ vất vả cho bớt khỏi hết cái hộ nghèo. Phải cần có người là có tài, có đức, có khả năng mà làm được cho dân, cho nhân dân, làm cái gì là cho nhân dân được mà tiến bộ càng ngày càng phát triển nhiều. Đến thời điểm này, đông đảo cử tri trên địa bàn thôn Tân Phong đều mong mỏi chờ đợi đến ngày được cầm lá phiếu trên tay, bầu người có đủ tài, đủ đức, đại diện cho ý chí nguyện vọng của mình tham gia vào Hội đồng Nhân dân các cấp. Ông Hà Văn Ban, bí thư chi bộ thôn Tân Phong, xã Tân Phúc cho biết, qua nắm tình hình, tư tưởng cử tri trong thôn thời gian này tương đối ổn định. Cử tri đều tin tưởng vào những người đại biểu ứng cử vào Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp thì thôn Tân Phong hiện nay đã là danh sách các thứ là niêm yết là đầy đủ và cho bà con nhân dân đến xem danh sách các ứng cử viên để lựa chọn những người tiêu biểu đủ đức đủ tài để bầu vào đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Đối với công tác bảo vệ cái khu vực bỏ phiếu thì bên chi bộ cũng chỉ đạo bên ban an ninh của thôn sẽ có lên phương án bảo vệ tốt cho cái ngày trong cái thời gian diễn ra bầu cử. Qua nắm tình hình của cử tri trong thôn ấy, thì hiện tại thì đối với cử tri thôn Tân Phong thì tương đối là ổn định, không có vấn đề gì gây mất an ninh. Cùng với việc chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết khu vực bỏ phiếu đúng theo hướng dẫn, tạo sự háo hức phấn khởi, cổ vũ động viên tinh thần cử tri tham gia bầu cử, tổ bầu cử thôn Tân Phong còn xây dựng kế hoạch phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.